của món ăn đang được nấu trong đó. Tuy nhiên, giữa những phút giây tận hưởng tiện ích của lò vi sóng, những cảnh báo liên quan đến việc đứng trước lò vi sóng, nguy cơ bị nhiễm bức xạ có thể sẽ làm nhiều người lo lắng đây. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về an toàn khi sử dụng thiết bị này và liệu có cơ sở khoa học nào đằng sau những lo ngại này hay không. Nếu quý thính giả là người quan tâm đến vấn đề này, mời quý thính giả lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Và có lẽ nhiều thính giả đã hiểu được cơ bản về cách thức hoạt động của lò vi sóng. Lò vi sóng hoạt động bằng cách phát ra sóng điện từ, đặc biệt là sóng vi ba, tương tác với các phân tử nước trong thực phẩm. Những vi sóng này làm cho các phân tử nước dao động nhanh, tạo ra nhiệt thông qua ma sát phân tử. Điều này có nghĩa là về mặt kỹ thuật, vi sóng có phát ra bức xạ điện từ. Nhưng quý thính giả đừng có lo lắng. Theo tiến sĩ Arya Amini, phó giáo sư và trưởng khoa xạ trị lồng ngực tại trung tâm The City of Hope National Medical Center, bức xạ này vẫn bị giới hạn trong lò vi sóng. Tất cả các lò vi sóng đều được chế tạo để chặn các sóng này và tự động tắt khi cửa mở, ngăn ngừa sự tiếp xúc. Ngoài ra, không giống như bức xạ ion hóa, có thể khiến con người có nguy cơ mắc bệnh ung thư. Sóng điện từ không ion hóa và do đó không gây ra phóng xạ trong thực phẩm hoặc những người tiếp xúc với sóng. Bên cạnh đó, mỗi lò vi sóng được sản xuất và đưa ra thị trường đều phải thông qua Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA. Cơ quan này cho biết, các nhà sản xuất lò vi sóng phải chứng nhận sản phẩm của họ và đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất an toàn do FDA đặt ra và thực thi để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Christopher S. Bray, một phó giáo sư vật lý tại Đại học West Texas A&M Mỹ, đã chia sẻ kiến thức thú vị về vi sóng và ảnh hưởng của chúng đối với môi trường gia đình. Ông bày tỏ rằng, sóng vi sóng phát ra từ anten của bộ định tuyến Wi-Fi truyền thống, có tần số giống với vi sóng được tạo ra trong lò vi sóng. Điều này là một góc nhìn sâu sắc về cách các thiết bị gia đình có thể tương tác với nhau thông qua sóng vô tuyến. Tuy nhiên, khi nói đến an toàn, tiến sĩ Amini đã giải thích rằng lò vi sóng có thể gây hại nếu bị hỏng. Trong trường hợp này, lò vi sóng bị hỏng có thể phát ra sóng điện từ dẫn đến nguy cơ bỏng da. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng trường hợp này rất hiếm gặp. Ở mức độ đề phòng, Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đều khuyến cáo không nên đứng trước hoặc mở lò vi sóng khi nó đang hoạt động. Điều này nhằm ngăn chặn nguy cơ phơi nhiễm, đặc biệt là trong trường hợp có rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị mà người sử dụng không nhận ra. Nếu quý thính giả gặp vấn đề bị bỏng khi đứng gần lò vi sóng mở và không chạm vào bất cứ thứ gì, hãy ngay lập tức rút phích cắm lò và tìm sự giúp đỡ từ thợ sửa chữa hoặc xem xét việc mua mới thiết bị. Tuy rủi ro lớn nhất khi sử dụng lò vi sóng là tình trạng bỏng, nhưng điều này cũng là rủi ro mà chúng ta có thể gặp khi sử dụng bất kỳ thiết bị nào hâm nóng thức ăn. Bên cạnh đó, còn những rủi ro khác khi sử dụng lò vi sóng như nếu quên lấy nĩa kim loại ra khỏi đĩa trước khi cho vào lò vi sóng để hâm nóng, nó sẽ phát ra tia lửa điện không mong muốn. Nếu đựng thức ăn trong hộp nhựa và cho vào lò vi sóng, có khả năng các hạt vi nhựa lọt vào thực phẩm gây hại cho sức khỏe. Nếu cho vật liệu không an toàn vào lò vi sóng, có nguy cơ hóa chất ngấm vào thức ăn. Tuy nhiên, cuối cùng không có lý do thực sự nào để lo sợ về lò vi sóng. Mọi người có xu hướng sợ những điều chưa biết, tiến sĩ Bray nói. Mong những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.